năm ngoái thì mở rộng hơn, mời chi hội văn học về đi mua để tham dự. Năm nay chỉ trong phạm vi của câu lạc bộ thơ. Và bây giờ tôi xin kính mời chị Phạm Thị Diệp, một thành viên của câu lạc bộ thơ, tiếp tục lên để điều khiển chương trình thơ hôm nay. Xin mời và xin cảm ơn và chúc mừng tất cả mọi người mạnh khỏe, yên vui. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, mùa xuân, mùa của trăm hoa muôn nở, mùa của lộng tiếng trồi xanh trong vòng quay vòng chuyển của vũ trụ, mùa xuân, mùa của lễ hội, một lễ hội bóng bản hoành tráng vui tươi, đầm ấm đang lan tỏa khắp cường đạn ngõ xóm quê hương làng Đồng Khê, một miền quê thân thương và chiều mến, một miền quê thắm đượm tình người. Vâng, trong không khí tương bừng của lễ hội hôm nay, câu lạc bộ thơ làng tổ chức chương trình giao lưu thơ. Đây là dịp để những người con của làng có tâm hồn thơ ca được gặp nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ những bài thơ của mình và cùng nhau bình thơ để rút ra những kinh nghiệm để những lần ra thơ tiếp theo được hay hơn, ý nghĩa hơn. Về buổi hội thơ hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được gửi tới các cụ cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Xin kính chúc toàn thể các quý vị năm mới an khang, thọ trường và vạn sự như ý. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, cứ mỗi độ xuân về là cử hành lễ hội, người người đều hồ hởi, nhịp trống nhịp chiêng từng hồi. Vào trung tuần tháng riêng hàng năm của làng Đồng Khê cử hành trọng thể lễ hội báo bản truyền thống. Báo bản là báo đền, báo đáp, báo ơn của hậu thế với tiền nhân, thuận theo đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, và cũng là sợi dây vô hình gắn kết mọi người dân của làng Đồng Khê với nhau, tạo một không khí đồng ấm trong đại gia đình. Lễ hội báo bản có hai phần, phần lễ và phần hội. Phần hội là có hai phiên chợ đêm với nhiều món ăn dân dã cùng các trò chơi dân gian như chọi gà, đánh đu, tổ tôm điếm, cờ tướng và những tiết mục hiện đại như bóng đá, đêm nhạc, tiếng hát quê hương và chương trình thơ. Hôm nay, trong quý tương bừng của lễ hội báo bản, câu lạc bộ thơ tổ chức chương trình thơ tại nhà văn hóa làng Đồng Khê những mong góp một vài nốt nhạc vào bản trường ca lễ hội báo bản để lễ hội thêm phong phú, sinh động hơn. Chương trình xin phép được bắt đầu. Vâng, mở đầu chương trình, tôi xin kính mời các cụ cùng tất cả các quý vị chúng ta cùng thưởng thức giọng ca vàng của nam ca sĩ Xuân Thức với bài hát Cây Đời, nhạc của Đức Nguyên, thơ của Đức Kế. Xin trân trọng kính mời các quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Oh,
Thưa quý vị, ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc của sáng tác ngày nhạc sĩ của chương trình ngày hôm nay, thì Xuân Chiết sẽ xin được chỉ gửi quý vị ca khúc này, ca khúc của Ngôi Làng Thân Yêu của nhạc sĩ Nguyễn Gia Đình.
Vâng, các cụ và nhân dân vừa được nghe những bài hát rất là ngọt ngào và ấm áp. Sau đây tôi xin kính mời các cụ cùng toàn thể nhân dân chúng ta hãy hướng lên sân khấu để tiếp tục nghe những bài thơ do chính tác giả của hội thơ đã sáng tác ra và cũng là tác giả tự trình bày luôn bài thơ của mình. Đó là bài thơ Mừng Làng, Mừng Đảng, Mừng Xuân, tác giả Phạm Văn Vinh. Do tác giả trình bày, xin kính mời. Vâng, xin lỗi ạ. Thế do chúng ta đây người trình bày, xin kính mời ạ. Treo cái này à?
Triều Tiên à? Thank you.
mình là một người con gái, người làng quê. Chị làng quê Lộc Khê, chị rất là giỏi. Chị là một nhà giáo, chị rất là yêu thơ, giỏi làm thơ và lại còn giỏi cả khổ nhạc nữa đấy ạ. Chị sáng tác được ra những bài hát rất là hay, toàn là những bài hát về quê hương thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn chị và xin chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ra nhiều những bài thơ và những bài hát về làng quê để cho tất cả mọi người chúng ta cùng thưởng thức. Tiếp theo là bài thơ Trong Tôi, tác giả Trần Minh Tâm, Đức Nguyên thể hiện. Xin kính mời. Thank you.
là bài thơ Thay Bút Dắt Tình, tác giả Ngọc Trí, do ca sĩ Ngọc Tân trình bày. Xin kính mời. Tiếp theo là bài
Vâng, thật đúng là bài thơ của nhà giáo nó có khác đúng không ạ? Một bài thơ rất ngọt ngào và đi vào lòng người. Xin cảm ơn thầy giáo và xin kính chúc thầy giáo cùng toàn thể gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo là bài thơ Nhịp cầu lộn. Bài thơ Xuân về bên bến Chiên Giang, tác giả Minh Hậu, do ca sĩ Tức Nguyện trình bày. Xin trân trọng kính mời. Xuân về trên bến Chiên
Tiếp theo chương trình là bài thơ Nhịp cầu Rồng Khê, tác giả Hạng Ngọc Liễn, do Ngọc Tân trình bày. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Vâng, là một người con dâu của làng Đồng Khê,
gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Tiếp theo chương trình là bài thơ Tôi yêu quê tôi, tác giả Phạm Xuân Đôi, do ca sĩ Đức Nguyện thể hiện. Xin trân trọng kính mời. Viết về văn hóa Việt Nam, về con người Việt Nam.
tôi xin được cảm ơn và cũng để thay cho cái lời giới thiệu về cái bài thơ Lục Bát của Sử Lâm. Tôi có gì nhắc đến tinh thần thực tế của người Việt Nam. Tôi xin nói thêm một chút nữa là cái tác phẩm này của một nhà văn, nhà nghiên cứu về Ý, được nhà xuất bản Lạc Việt Sài Gòn xuất bản lần đầu tiên năm 1960 do tác giả, do dịch giả Vũ Hạnh dịch. Tôi có dịp nhắc đến tinh thần thực tế của người Việt Nam qua nhịp trắng của thi ca, như trong thơ bốn chữ bốn tiếng, thơ 68 và cả điệu thơ sau này gọi là thơ mới, cũng có thể điệu ở trong 8 tiếng. Nhịp trắng cho ta ý niệm về một sự có đôi có cặp, về một ý nghĩa vuông tròn, về một tâm trạng không khí phiêu lưu, về một bản chất trung thủy đôn hậu là nền tảng của tâm hồn Việt. Ngoài nhịp trắng này, điểm đặc biệt còn tìm thấy ở nơi khác, đó là cách gieo vần lưng câu trong điều Lục Bát, thể thơ hết sức phổ biến và rất tiêu biểu của người Việt Nam. Trong điều thơ ấy, tinh thần thực tế của Việt Nam được thể hiện ở lối yêu vần, tức là gieo vần lưng câu. Tiếng cuối cùng của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát cho thấy một sự bám víu thật là vững chắc, một nhịp, một cho nghỉ ngơi, cho được yên lòng, để rồi mới dám bước xa thêm. Trên con đường dài gồm 8 chữ ấy, tiếng vần ở lưng chừng câu có ý nghĩa như một chặng nghỉ, một chỗ đổi thay sức ngựa, kiếm thêm nước, chuẩn bị hành trang để lại bước tiếp lên trên con đường dài. Nhờ vậy, thể Lục Bát này có thể kéo dài đến bất tận và tùy thuộc vào khả năng của tác giả mà có thể ngắn đi hay lại dài ra cho đến vô cùng. Đoạn Trường Tương Thanh là một tuyệt tác, được kể như là tác phẩm bất hủ trong nền văn học Việt Nam, được viết bằng thể thơ ấy và được kéo dài trên 3.000 câu mà không hề gây nên một sự nhàm chán cho người thưởng thức. Thật cũng tương tự như dân tộc Việt đã từng đi mãi không ngừng từ Bắc vào Nam, và trong suốt lịch sử kéo dài mấy ngàn năm ấy, dân tộc ấy đã rủi hết con đường dài dặc ở trước mắt mình, trước mặt mình, cho đến khi đặt chân đến biển cả, chót mũi Cà Mau, họ mới chịu dừng chân lại. Đấy là bài viết của một tác giả người Ý. Tôi xin được trích một đoạn như vậy để thay cho lần giới thiệu về bài thơ Lục Bát của Hồ Xuân Lâm. Bài thơ Lục Bát, cảm đề thơ Lục Bát: giữa bần lưng, cuối bần chân, tưởng câu thơ chỉ có ngần ấy thôi, mà nghe cuồn cuộn mây trời, rì rào đồng lúa, bồi hồi biển xa. Mặt trời lên, bóng trăng tà, lung linh hương sắc cỏ hoa bốn mùa. Hồn dân tộc từ ngàn xưa vượt lên bão táp, gió mưa dập vùi, cho con người sống làm người, nén đau thương, giấu ngậm ngùi bước đi, lời xúm họp khúc phân ly, mến yêu, căm giận, đam mê, chán chường. Bao nhiêu cung bậc ngày thường qua bằng chắc hóa văn chương muôn đời, vần chân hướng tới chân trời, vần lưng chạm nghỉ lấy hơi dọc đường, băng đèo dốc lướt trùng dương, phương nam rong ruổi dặm trường dài lâu. Nhịp này cánh hạ vút cao, nhịp này rục rã theo câu quân hành, nhịp này êm ái xuân tình, nhịp này thổn thức, nhịp này tiêu tao, đã thành ngàn đoá ca dao,
thành dòng suối mát ngọt ngào trong tim, thành ngọn lửa, thành niềm tin lắng vào giai điệu hiện lên hình hài. Đó là lục bát em ơi, cõi lòng sâu thẳm con người Việt Nam. Xin hết lại.
Oh,
hơn. Tiếp theo chương trình là bài thơ Góc Nhìn, tác giả Cao Phương Thảo. Thầy Duyên đọc tên trình bày, xin trân trọng kính mời. Thank you.
xin kính mời. Thank you.
vượng, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể các quý vị, hội thơ nào rồi cũng đến là hồi kết thúc. Để kết thúc chương trình hội thơ, xin kính mời các cụ cùng toàn thể các quý vị chúng ta cùng đứng lên sân khấu để thưởng thức bài thơ của một người con xa quê, luôn luôn hướng về quê hương với những bài thơ thật ngọt ngào và ấm áp. Đó là bài thơ Mang Nặng Tình Quê, tác giả Phạm Văn Hạnh, do ca sĩ Đức Nguyễn trình bày. Xin trân trọng kính mời. Một mai anh trên nắng dần về.
yêu thương trong cuộc đại chiến thế giới này. Xin chân trọng cảm ơn. Xin mời mọi người chúng ta nâng chén chúc mừng. Xin cảm ơn.